Còn mình thì đang đi chiếc GX S150. Nhưng mà không biết sao là cái tên này nó có dấu hiệu là nó bị dùng dần dần các bạn. Anh lặp lại, nghe chưa rõ. Xe này nó vô số không có bị giật, rất là ngọt. Ok, chiếc GX này hình như là bộ dĩa nhông có vấn đề rồi, nó bị dịch tặc. Ok, như vậy đầu video các bạn cũng đã thấy chiếc xe của mình có triệu chứng tiếng kêu lọc cọc khi đang chạy. Thì mình đã tiến hành mình tháo cái mang cá che nhông trước để kiểm tra cái nhông trước. Và bây giờ mình quyết định là mình sẽ tháo cái phần nhông trước ra để kiểm tra cái độ mòn nó như thế nào nha các bạn. Phần dĩa và phần sên thì mình đã kiểm tra rồi, nó vẫn còn khá là tốt. Do đó mình nghĩ khả năng cao là phần nhông nó đã bị mòn rồi. Thì để tháo thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cây vít lục giác 5 ly. Và các bạn hãy mở cái phần hai con bù lông và cái phe hãm này ra. Để cho dễ thì các bạn có thể là dặm phanh và các bạn tháo ra. Tiếp đến, để tháo nhông trước thì mình sẽ phải là nới cái phần cốt bánh ở phía sau. Rồi, thì sau khi mình nới cái phần cốt bánh, mình có thể là xả cái phần cái bát tăng sên. Để cho dễ thì mình sẽ xả ra và mình rút luôn cái cốt bánh, mình tháo cái bánh ra để mình đẩy cái phần sên ra phía trước cho nó có khoảng trống để mình có thể là lôi cái nhông ra ngoài. Sau đó mình sẽ tháo cái phe ra và mình tiến hành mình rút cái dây sên ra khỏi cái răng nhông và mình kéo cái phần nhông đi ra ngoài. Và đây là kết quả của cái phần nhông trước sau hơn 26.000 cây số. Đây là nhông zin chính hãng nha các bạn, Suzuki GX S150. Thì nhìn qua video mình có thể thấy là phần nhông nó đã bị mòn và có hiện tượng là bị méo về phía trước. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay một cái nhông mới mà thôi. Đây là nhông Recto của Suzuki Rider 14 răng. Tại sao mình không thay nguyên một bộ sên và dĩa luôn? Tại vì bây giờ đã là mùng 2 các bạn, mùng 2, mùng 3 gì đó, mình cần phải đi gấp. Do đó là mình giống như là kiểu đánh nhanh rút gọn, mình chỉ thay phần nhông thôi. Bởi vì cái phần nhông nó cũng không có quá mắc tiền các bạn, chỉ có vài chục thôi. Thì thôi, mình sẽ gắn vào và mình đi đỡ đến khi nào mà toàn bộ nó phần dĩa và phần sên đã bị mòn rồi thì mình sẽ thay thế nguyên một bộ mới luôn. Thì sẵn dịp mình thay thế và mình làm video chia sẻ với các bạn và mình trải nghiệm xem là cái sự không đồng bộ này chạy có ngon có tốt hay không. Tiếp đến là mình sẽ lắp cái phần nhông và phần phe vào. Rồi, thì để mà lắp các bạn nhớ là phần nhông, cái mặt chữ bạn hãy đưa ra ngoài. Và sau đó các bạn lắp cái phe vào, sau đó các bạn sẽ siết ốc. Siết ốc thì chúng ta sẽ siết lực nha các bạn. Sức lực ở đây lực bao nhiêu? Lực là 10 Nm cho hai con bù lông này nha các bạn. Đó, thì khi mà siết đúng thì cái cần nó sẽ nổ tạch tạch và cái phần phe và phần nhông nó sẽ sát khít vào với nhau, không có gây cái hiện tượng rơ nha các bạn. Ok các bạn. Với cây số là 26.000 cây số hơn, phần nhông trước nó đã trở thành một cái phi tiêu rồi các bạn. Các bạn có thể thấy là cái phần răng nhông nó bị dỉnh và nó bị nhọn. Thì cái triệu chứng khi chạy á là mình nghe cái tiếng lọc cọc khá là nhiều, một cái tần suất định kỳ là kêu cọc 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 cọc. Và đây chính là cái nguyên nhân mà nó phát ra cái tiếng động từ cái phần sên dĩa là nhông trước zin của Suzuki GX là nhông 428 15 răng. Nhông này biết KMC. Còn nhông sau là 428 45. Thì tỷ số truyền của nó là tỷ số truyền zin là 3.
và mình đã tiến hành mình thay cái nhông trước với số răng là 14 răng của Suzuki Rider hãng Recto đó. Mình thay như vậy để mình tăng cái tỷ số truyền lên là 3.22 thì để lấy cái sức đề 3 cho nó khỏe hơn các bạn. Và mình tính là thay luôn sên và dĩa sau. Dĩa sau là số răng là 46 răng để tăng cái tỷ số truyền hơn nữa, để mình chủ yếu mình lấy cái đề 3 cho chiếc xe nó khỏe hơn đi những cái đường mà đường off road rồi đó, đường đất rồi đó, đi nó sẽ khỏe khoắn tại vì mình không có thiên về tốc độ cho lắm. Tuy nhiên là hôm nay là Tết mùng 3 các bạn, đi chơi mà nó kêu lọc cọc thì thôi mình sẽ thay cái nhông trước. À, thay cái nhông trước thôi, tại cái nhông trước nó cũng rẻ, nó không có mắc các bạn. Lẽ ra đúng bài á, chúng ta là thay nguyên cả bộ, là nhông sên dĩa luôn. Còn đằng này thì mình chỉ có thay nhông trước để mình chạy chơi thôi đó. Còn cái phần sên và phần dĩa sau nó vẫn còn rất là ok, thôi thì cứ xài. Và đến lúc mà mình thay mòn thay nguyên bộ thì mình sẽ mua thêm một cái con nhông trước này thôi. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cho nó. Nói chung là khi mình lắp vô rồi nha, mình chạy cảm thấy là xe nó có lực hơn các bạn, tức là nó khỏe hơn, đề ba nó khỏe hơn đó. Còn về tốc độ thì mình thấy là nó có sự là sai số ở cái đồng hồ tốc độ, tức là rồi. Chắc video sẽ tạm dừng tại đây các bạn. Những vấn đề về sai số khi mà chúng ta thay đổi nhông sên dĩa như thế nào và cảm nhận thực tế khi thay đổi cái tỷ số truyền nhông sên dĩa trên chiếc Suzuki GX đi có bị giật hay không thì hẹn các bạn ở một video khác. Bởi vì nếu như làm dài quá thì có những bạn không có tính kiên nhẫn và không có xem được. Hy vọng các bạn thấy video này hữu ích. Hãy nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh Live Spy nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Xin chào.